26 tháng 9 năm 2007, Bohan Krkić phá kỷ lục của Lionel Messi để trở thành cầu thủ trẻ nhất từng thi đấu tại La Liga cho Barcelona. Khi ấy, anh mới 17 tuổi 19 ngày. 3 ngày sau, Bohan ra sân trong trận gặp Lyon ở Champions League và trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử câu lạc bộ có trận ra mắt tại đấu trường này. Chỉ hơn một tháng sau, Bohan ghi bàn thắng chính thức đầu tiên của mình trong mùa áo đội 1 Barca, đã trở thành cầu thủ trẻ nhất từng làm được điều này trong lịch sử Blaugrana. Khi ấy, anh 17 tuổi 53 ngày. Ngày 1 tháng 8 năm 2008, Bohan lúc này 17 tuổi 7 tháng 4 ngày có bàn thắng đầu tiên của mình cho Barca ở UEFA Champions League. Đó là pha lập công vào lưới Manuel Neuer, khi ấy cũng mới chỉ 22 tuổi và đang chơi cho Schalke 04. Bàn thắng ấy đưa Bohan đi vào lịch sử Champions League khi là cầu thủ trẻ thứ hai ghi được bàn thắng tại giải đấu danh giá nhất lục địa già. Cái cách mà Bohan kết thúc mùa giải đầu tiên chơi cho đội 1 Barca cũng là một kỷ lục. Năm đó, anh ghi được 12 bàn thắng, 6 kiến tạo, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ Tây Ban Nha nào trong lịch sử từng làm được trong mùa bóng đầu tiên của họ, kể cả Raúl González. Ở cái tuổi 17, thay vì bẻ gãy xương trâu, Bohan đã bẻ gãy hầu hết những kỷ lục mà một cầu thủ trẻ cùng độ tuổi có thể làm được. Đó là chưa kể cả thời còn là một học viên của La Masia. Trong 7 năm, Bohan đã ghi hơn 850 bàn thắng cho các đội trẻ Barca. Báo chí Tây Ban Nha xem anh là một superhero đầy hứa hẹn cho tương lai, được xem là một Leo Messi mới. Anh tạo ra một cơn sốt hầm hập thực sự trên mọi tờ báo Tây Ban Nha, thậm chí là châu Âu khi đó. Một vài chuyên gia tin rằng Bohan rồi sẽ có ngày còn giỏi hơn cả Lionel Messi. Frank Rijkaard ngày ấy từng xem Bohan là một kho báu, còn Pep Guardiola tin rằng chỉ có một số ít cầu thủ trên thế giới sở hữu những kỹ năng như Bohan. 8 năm sau, Lionel Messi được định giá hàng trăm triệu euro, còn Bohan được Stoke City mua lại vào hè năm 2014 với giá 1 triệu bảng Anh. Có nhiều lý giải cho câu chuyện buồn của Bohan Krkić, câu chuyện gian dở của chàng trai tài ba này ở Barca bằng nhiều cách. Cũng có thể Bohan đơn giản là một dạng anh hùng nhưng sinh ra không gặp thời. Quay trở lại với mùa giải 2007-2008, mùa giải đầu tiên đầy ắp vinh quang cá nhân của Bohan thì Barca lại trắng tay. Người ta bắt đầu kháu nhau về một sự sụp đổ của triều đại Frank Rijkaard, chứ không thèm đoái hoài gì tới việc họ đang sở hữu một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất thế giới thời điểm đó. Trong phòng thay đồ, các ngôi sao của Barca trở nên tự mãn. Một vài người dính chấn thương ảnh hưởng đến phong độ thi đấu. Bản thân Rijkaard có lẽ cũng biết rằng thời gian mà ông còn ở lại Barca không nhiều. Cuối mùa giải năm đó, Rijkaard bị sa thải và Pep Guardiola là người được chọn để thay thế. Những kỳ vọng quá lớn của người hâm mộ, ban lãnh đạo đội bóng bắt đầu khiến Bohan trở nên hoảng loạn thực sự. 17 tuổi, quá trẻ để đương đầu với hàng loạt những áp lực buộc phải lớn hơn ngoài kia. Bohan được gọi vào đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho Euro 2008, sau đó thất bại, đó như một gáo nước lạnh đối với Bohan. Dưới thời Pep Guardiola, Bohan Krkić trượt dài, kéo theo sự sụp đổ của bao nhiêu kỳ vọng. Anh ra sân ít hơn, thi đấu vật vờ và bản thân Bohan cũng bắt đầu bất mãn với sự thiếu công bằng của Guardiola. Mùa hè năm 2011, anh rời Barca đến Roma theo một bản hợp đồng có trị giá 12 triệu euro kèm theo điều khoản mua lại. Ở môi trường bóng đá khắc nghiệt như Serie A, Bohan không có đủ sức mạnh để có thể đối chọi với các hậu vệ ở giải đấu này. Dù đã ghi đến 7 bàn thắng sau 33 lần ra sân, AS Roma vẫn không hài lòng, để rồi Bohan bị đem cho đối thủ AC Milan mượn ngay mùa giải năm sau. Tại Milan, tiền đạo người Tây Ban Nha còn sa sút hơn và phải cuốn gói khỏi nước Ý trong nỗi thất vọng ê chề. Barcelona vẫn tìm cách để cứu vãn sự nghiệp của Bohan khi cho anh đến Ajax Amsterdam bằng một bản hợp đồng cho mượn. Thế nhưng, Bohan chỉ ghi được 4 bàn thắng sau 24 lần ra sân. Khi Ajax đã chán ngán phong độ của anh, thì Stoke City đã giang tay đón cầu thủ này về nước Anh. Có những lúc tưởng chừng như Bohan đã hồi sinh tại Stoke, anh tự tin hơn, quyết đoán hơn và biết khi nào cần phải truyền, khi nào phải mạnh dạn kết thúc ghi bàn. Sự tin tưởng của Mark Hughes cũng là một tác động khiến Bohan cảm thấy hạnh phúc, nhưng rồi mọi chuyện lại dang dở một lần nữa. Anh bị Stoke đem cho Deportivo Alaves mượn. Câu chuyện về Bohan Krkić là cả một sự tiếc nuối, tiếc cho một tài năng quá hiếm có trong lịch sử La Masia, nhưng lại sớm nở chóng tàn. Đó cũng là bài học cho chính Barca và La Masia sau này về vấn nạn cầu thủ trẻ bị ép chín quá sớm và không có được những hỗ trợ tinh thần cần thiết ở lứa tuổi của mình khi phải đương đầu với vô vàn áp lực. Sự nghiệp của Bohan Krkić là cả một tấn bi kịch của một thần đồng.